mình với Như Mập với Tiên sẽ làm một cái món, đó chính là bánh tôm nha mấy bạn. Nhưng mà trong cái bánh tôm này thì có tôm nè, mà không phải là tôm bự mà là tôm mini nha mấy bạn. Lẽ này là tép á, hồi sáng mình với Như mua ở ngoài chợ nửa ký 65 ngàn nè mấy bạn. Mình mới ướp vô miếng nước mắm với bột ngọt, miếng tiêu. Rồi á, cái này là khoai lang nha mấy bạn, khoai lang. Ủa, chứ không phải xài hả? Tưởng nãy trái xài. Hả? Nãy em tưởng trái xài luôn á. Khoai lang nha mấy bạn, khoai lang này mình sẽ bào nhuyễn ra như thế này. Để một chút xíu mình trộn với hai bịch bột chiên giòn, mình sẽ chiên nó nha mấy bạn. À, cái khoai này á, là mình chiên xong rồi mình để cái con tép lên giống như là cái bánh giá vậy. Nhưng mà mình chiên này là bánh khoai lang nha mấy bạn. Thì ăn kèm với ở đây là rau cải salad nè, rau húng cây, rau quế. Rau dấp, rau quế, tía tô. Với lại mình mua có mua hai cái củ cải này 6 ngàn để mà mình làm nước mắm nha mấy bạn. Ớt nữa. Với lại ba trái ớt. Ớt gì dữ vậy trời? Ớt này là ớt Hungary á. Nè cái này dễ bào hơn nè nha. Ớt này là cái ớt Hungary á, nhưng mà người ta nói có hai loại ớt sừng đó Như. Ừ. Một loại là nó đỏ tươi luôn, còn một loại nó hồng hồng cam cam, vậy là nó rất là cay Như. Cay khủng khiếp. Hàng chi à, bữa hai đứa mình làm cái gì mà tao nói cạn rẻ. Ừ. Trời ơi, tao nói nó cay bá cháy luôn. Bây giờ thì tụi mình sẽ bước vô làm nha các bạn. Đầu tiên mình với Như bào hai cái này ra đem đi ngâm muối cho nó đừng có mủ. Ủa cái này cũng dễ bào mà Như. Biết sao cái củ nó dễ bào, cái này nè mày bào ơi, nó có bột, nó gắt lắm. Ừ. Cái file này mình cũng phải rửa sạch nữa nha các bạn, nó ra mủ đen thui à, mới gọt mà ra mủ rồi nè, đen thui lùi à. Thầy làng. Bữa nay giờ sáng nay tụi mình sẽ làm cái này để ăn sáng nha. Nãy em tưởng trái xài không á. Tao cũng tưởng trái xài. Hay ha. Y chang như xài luôn. Ồ cái này dễ bào ghê không? Nè bào hấu này đi. Đây bào cho. Nè. Đó như nè. Mà đưa vô cái này cho nó rẹt rẹt nó mê rồi nha. Đổi. Đứng lên cho có thế bào mấy bạn. Thấy không? Thấy không? Khó bào. Khó bào thiệt mấy bạn, tại nó có bột á. Ê vậy mà từ từ đó, nó có xới xới cho đẹp. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ pha bột nha. Mình sẽ cho hai bịch bột chiên giòn luôn. Có hai củ khoai lang mà không ngờ là bào ra bao nhiêu đây luôn nè các bạn. Một thao luôn. Cái này mà nhìn sơ sơ ta tưởng xài là tưởng trộn bánh tráng không á chứ. Đó. Nó đuổi gà. Thì mình sẽ cho vô đây một tí xíu nước nha mấy bạn. Đó. Wow. Rồi mình quậy lên. Cái bột này á mình trộn chung với khoai lang luôn nha mấy bạn. Ngon chưa? Ừ, hãy tắt giùm tao đi Như, để tí xíu tao làm nước mắm cho. Tao đã nặng. Ủa vậy hả? Thì nặng đi chút tao làm. Ủa mà thôi mày làm cũng được. Ai làm cũng được đúng không mấy bạn? Miễn là cái món ăn nó ngon là được à. Bây giờ mình sẽ quậy bột để trộn khoai lang vô nha. Cái tiếp theo thì mình sẽ cho cái khoai lang vô đây luôn nha mấy bạn. Nhồi luôn hả? Bò cho khoai lang vô đây mình bóp luôn. Nhiều quá trời luôn mấy bạn ơi. Hy vọng vô đây nó sẽ xẹp xuống nha mấy bạn. Đó. Còn không xẹp xuống thì mình bóp cho nó nhát rồi nó xẹp xuống nha mấy bạn. Không, nó vô trong bột là nó dịu lại à. Tiên nó mới chặt cho mình chứ vừa nè bạn. Bây giờ mình đổ vô mình làm nước mắm nha. Ok mấy bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ múc thử một giá mình để vô mình chiên nha. Không biết là nó sẽ như thế nào đây mấy bạn ơi. Để một con tép lên lúc mà nó còn dính bột nè. Đó, thử chiên một cái coi sao nha. Hồi đó giờ mình không có làm cái món này nữa, mình cũng không biết nó như thế nào nữa mấy bạn ơi. Để thử chiên thử đại một cái đi coi như thế nào. Thấy bà Như làm mệt đó mấy bạn ơi. Giờ mình làm cho mấy bạn xem cái nè, tuyệt đẹp. Ừ. Không đẹp không lấy tiền. Thiệt không? Thiệt. Rồi, được rồi. Ghê vậy, gấp để lên luôn. Rồi, để vô sau nè. Chưa, tép chưa đâu. Mất tiêu con tép luôn rồi.
Chà, người đàn ông đảm đang đây sao? Các bạn thấy mình làm đẹp không? Bây giờ nó tự tróc lên luôn rồi Tiên ơi. Nó thấy không? Chắc để cái vô nữa được á Tiên. Thôi được rồi, để vô dính thằng nhỏ thằng nhỏ rồi. À, thấy mình làm đẹp không? Đẹp. Còn bao nhiêu lần à? Ờ. Được bộ. Rồi ấp cái đó lại cho tôi đi. Đó, ngon ạ, ngon ạ. Chắc mình làm bột hay nhiều hả mấy bạn? Chưa đâu, cái đó chưa ấp được đâu. Được rồi. Chưa đi, từ từ đi cho chín dưới đi. Để lửa than hơi hơi giờ mấy bạn. Nàng Như nó khoáng cho mình ba một cây bên này, một cây bên này, một cây bên này, cháy đều luôn. Thấy không? Bột chưa có vàng, thấy không? Ngon Như. Ngon. Được hen. Cái nào đẹp, hen. Cái nào đẹp chị ơi? Cái nào đẹp? Cái đẹp. Ngon quá rồi mấy bạn ơi, hình như có một cái này nó đã chín rồi, mình sẽ gắp ra nha mấy bạn. Cô bận chuyện trên nhà, mấy đứa Như, hai Như với Tiên làm món gì đây, nó mới kêu cô ra đây. Cô Tư, để con múc cô cho cô Tư nước mắm nha. Nay làm món gì? Đây là món bánh tôm chiên. Dạ, gồm có khoai lang và củ cải đỏ. Nay Quỳnh Như nó làm bánh tôm chiên gồm có khoai lang, củ cải đỏ. Mời các bạn, các con, cháu thưởng thức với cô, với hai Như, với comment cô nha. Dạ. Okay. Như nó múc người chén ăn chấm cho đã luôn nè. Nó làm như là bánh xèo luôn nè. Cái này như bánh bánh gì? Bánh gì? Bánh giá hả? Bánh gì? Não đâu tụ về coi. Bánh này bánh khoai lang mà tự tự giống bánh giá. Bánh giá. Bánh giá à, giống bánh cống hả? Bánh giá người ta ăn với bún. Dạ. Cái này cũng có bún cũng ngon bột. Nó đổ bột với khoai lang. Con tép luôn đó. Giờ cô mời các bạn con cháu thưởng thức bánh giá khoai lang này với cô nha. Có kèm rau không? Hay dạ có, mà còn cuộn với rau cái mình chấm nước mắm á mẹ. Mình chấm miếng mắm ăn trước rồi. Rồi, giòn thấm luôn. Tiên ăn đi Tiên. Ok. Giòn rấm luôn. Thơm quá trời luôn mọi người ha, thơm ha. Mời mấy bạn nha, này là tép trang trí. Có nửa cái tép với hai củ khoai lang mà mấy bạn coi chiên lên một cái mâm siêu to khổng lồ không? Mời bạn nha. Chấm vô. Ngon dữ rồi. Mời các bạn con cháu nha. Cuộn rau ăn á mẹ, ngon lắm. Trời ơi. À, có cầm rau. Ngon của Từ. Nhấp nắp luôn. Giòn thơm. Lạ. Có người ăn rau không được mấy bạn, liu. Ăn đẻ nó ăn kìa. Trời ơi, hết hồn chưa? Hết hồn luôn. Nó nói nó ăn chút nó mà té ra kìa, kìa nhớ khiêng nó vô nha. Trời ơi, rau mình bị té kìa. Ăn không được. Vậy là đạch. Hồi nay ăn rau được ta. Bây giờ như sáng ăn rau nha mấy bạn. Hú hồn chim én. Kêu gọi đồng bào kêu nó ăn rau đi. Hay. Giây phút quan trọng. Trời ơi dễ mà. Coi đâu. Ăn rau nhiều đồ ăn ít cũng giảm cân à. Ăn rau lại ra. Sao? Sẩm sẩm à. Đủ thứ rau vô. Này chấm cái ăn miếng rau, cái chấm cái ăn miếng rau này phong cách lạ nha. Ăn đó không có gói. Cái bự quá không biết gói sao. Cái này mà mình ăn với bún cũng ngon nữa hả cô Từ? Bún ngon. Dạ. Lấy kéo sắp sắp ra. Bỏ bún ra rồi lấy kéo sắp sắp ra. Ngon chén nước mắm vậy, ăn dễ ăn nè, ngon. Ai muốn chấm sao chấm ha mấy bạn. Sáng nay làm mệt, ăn món này thấy ngon không mà. Ngon. Giòn rộm. Mấy bạn ơi, Tiên nó ăn miếng cái nó chạy ra rồi mấy bạn ơi. Nãy nó mới về nó ăn tô cơm, giờ nó ăn không nổi, coi thấy ghét nó không. Bây giờ á mình sẽ để cái chén nước mắm siêu không cay của nó ra đây nha mấy bạn.
Bây giờ mình sẽ ăn chung với mẹ mình. Hồi nãy giờ thấy mọi người ăn mình ướt nước miếng luôn. Bây giờ đó thì mình sẽ lấy một cái mình ăn nha mấy bạn. Ngon ghê chưa mấy bạn ơi. Nè mình bẻ ra một cái nè. Trời ơi nó giòn khố luôn. Để vô đây. Lấy quấn, một con tép. Quấn một ấy rau. Quấn một ấy rau. Ngon hả Như? Ngon. Chấm vô nước mắm chung với mẹ mình nha mấy bạn. Trời ơi ăn một cuộn rau. Cái bánh bự quá gói một cuộn rau. Thế gì chuyện nổi. Nó giòn khó luôn á Như. Còn rụm luôn. Cái này nhai rồi nó bùi bùi khoai lang á. Nó ngọt ngọt mà ngon ngon rồi đâu á. Ở ngoài thì giòn mà ở trong thì nó dẻo dẻo không. Cuốn rau ăn mới ngon, ăn không lâu nó ngán á. Tao sẽ tập ăn rau. Đúng rồi. Giờ có bún á. Nước mắm bữa nay làm vừa ăn nè, không quá cay cũng không quá lạt. Vừa ăn ngon. Ngon quá quay chua mỏ nhưng mà. Mấy ăn giòn giụm không? Giòn giụm quá đã luôn á. Mình ăn mình sợ mất hàm răng mấy bạn ơi. Cứng quá. Nó không phải cứng mà là nó giòn. Cái lần đầu tiên mình làm sao ngon dữ mày. Mới đầu mình không biết làm gì. Làm đại từ từ nó cũng ra luôn mấy bạn ơi. Giòn mà điếc cái lỗ tai luôn không nè ơi. Ngon đừng nói tới luôn nha. Vô rồi mọi người. Một hai vô. Hai ba vô. Hai ba ăn. Mời bạn nha. Quá dạ. Ngon lắm tiên. Rồi. Ngon không? Ngon. Số 1 không? Số 2 bà ơi. Sao mẹ? Rất ngon. Giòn, thơm, rất ngon. Bá cháy luôn mấy bạn ơi. Béo béo. Ghê chưa? Đảo 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 ghê chưa? Nắng tối rồi. Nắng lên. Quá răng hôn. Nắng mẹ. Nè, hai bên luôn. Thôi già tôi ghê không. Chị ba mình dặn quay là phải quay sát vô cái mỏ mấy bạn. Đủ rau vô ăn cho thơm. Nó không cay mà giờ cay quá. Rồi bà này sợ quay sát cái mỏ bà không dám ăn nữa rồi. Sợ mày hả mày. Quay không dám ăn. Xin con tép nha mấy bạn. Thèm quá. Ăn cái đầu. Mời mấy bạn ăn con tép nha. Cứ việc ăn. Tép ăn tôm vậy nha. Ngon không nè. Cuốn rau ăn rau được rồi. Được. Ngon không? Láng hết. Ăn này tựa tựa như bánh xèo. Đâu ăn mấy này thử rồi. Thôi. Kỳ vậy này cũng rau mà. Nè cái này không chịu ăn mấy bạn. Từ từ mới biết ăn. Từ tập từ từ. Như giống hồi đó mày mới tập đi mà không lẽ mày đứng rồi mày chạy rồi. Trời tập bò trước. Thì bò là xong rồi mới đi. Đi xong mới chạy đúng không? Nhưng đã mấy bạn. Ngon ha. Ngon dữ lắm. Ba cháy luôn, củ cải nè. Ô là món lạ lạ ngon quá các bạn. Món này là món ăn chơi. Đơn giản quá không? Có nhỏ cái tép mà, hai củ khoai lang là ra được nguyên mâm luôn á. Rồi món này cũng đâu ấy đâu không? Không mất cầu kỳ, rất là rẻ tiền luôn. Với lại làm cũng nhanh nữa. Rau. Gì mà? Rau giòn giòn, béo béo, thơm thơm. Ngon quá, mà no quá. Ăn có cái máy gần hai cái mà ngán. Tao ăn 2.5 rồi đó. Trời ơi. Rồi á, tao già á. Ngon quá.
Giờ làm biến ăn rau á mấy bạn, mình sẽ ăn chay luôn. Cái phai lang á, cái rượu ngoài thì nó giòn, cỏ trong á thì nó mềm, ăn rất là bùi bùi béo béo nha mấy bạn, ngon lắm mấy bạn ơi. Mời bạn ăn con tép nè. Ê mày, mai mốt mình không làm phai lang mình làm phai môn đi. Được á. Ha. Đúng rồi. Mình đổi làm cái khác nữa. Phai gì cũng được á. Ừ. Vẫn làm phai mỡ. Ai biết phai mỡ làm được không ta? Không biết nữa. Ai vậy mai mốt mình làm bánh phai mỡ đi. Ừ. Rau vô đủ thứ cho thơm. Như ăn nữa đi nha. Không ăn nữa thì tiền. Ok mấy bạn ơi, cái món này mình thấy khá là ngon luôn á mấy bạn, biết sao không? Ăn nó kiểu như giòn giòn mà nó bùi bùi, nó ngon ngon á. Có con tép nó cũng vậy nữa. Uống với rau sống ăn càng ngon hơn nữa mấy bạn ơi. Thấy buổi sáng ngày hôm nay tụi mình làm cái món này ăn coi nó đơn giản mà nó ngon ghê luôn á. Ngon ha? Ngon. Má mi mình nãy giờ chắc 3 cái rồi quá. 3 cái rồi đó. Cái này nó chừng 4 cái hay gì rồi đó. Rất là ngon mấy bạn ơi. Tiên nữa mấy bạn. Giờ Tiên nó ăn tép không rồi mấy bạn ơi. À, nó ăn cái này nè, nó nói là cứng quá, nó ăn nó bị đau răng. Nhưng mà tụi mình là chiên giòn. Có mấy cái mềm mềm bột nhiều này nè, nó có thể ăn được đó mấy bạn. Với lại nãy nó ăn tô cơm rồi. Giờ nó ra đây nó ăn không nổi mấy bạn ơi. Nó là sáng là phải cho nó 2 tô cơm. Tới giờ này trưa rồi nè, nó mới ăn nổi. Chứ lúc mà tới 12 giờ rồi, nó đói rung luôn á. Món này ngon lắm nha mấy bạn. Mai mốt á, hai tụi mình sẽ làm á nhiều món cho... Thôi mày mày cũng ra chút đi. Ngon, món này ngon lắm nha mấy bạn. Mai mốt á, hai tụi mình sẽ làm á nhiều món ăn giống như vậy nè. Nhưng mà mình sẽ làm khoai lang khác nha mấy bạn. Ví dụ mình sẽ làm khoai môn nè, hay là khoai lang tím hay là gì đó, cho nó lạ lạ một chút. Món này nay hai Quỳnh Như á với comment nó làm ngon lắm các bạn ơi. Cô sáng giờ không phụ mà giờ cô mời cô xuống đây ăn cái món này rất ngon. Đúng rồi. Ngon mà cái cọng phai lang nó bùi mà nhai tới đâu nó bùi mà nó ngon nó ngọt cái đó luôn á. Bùi cắn trúng tép thì giòn giòn béo béo. Ngon gì đâu á. Ngoài cái gì thì bột nó giòn rất thơm các bạn. Dạ. Quá đã luôn. Bây giờ chắc là gia đình mình sẽ kết thúc video ở đây rồi. Nếu như các bạn nào thấy video này hay, thú vị và hấp dẫn thì đừng quên để lại cho gia đình mình một like nha. À, trời ngày hôm nay mình thấy là hình như là không có nắng mấy bạn ơi, chỉ ui ui thôi à, với lại trời rất là lạnh luôn. Mà ăn cái món này nè, rồi vô bếp làm á, cái nó đổ mồ hôi ra nó rất là ngon mấy bạn. Cảm thấy cái món ăn này nó đã gì đâu. Không á, làm gì mà sách không á. Giòn thơm rất ngon các bạn. Ok, nếu như mà bây giờ các bạn nào thích video này đừng quên để lại cho gia đình mình một like và nhớ like để lại bình luận nhận xét về video ngày hôm nay nha. Còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ nhớ ủng hộ cho mấy mẹ con cô nha. Các bạn yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye. Dạ mà. Bóp. Này này.